Em phải biết chi tiêu hợp lý chứ. Anh nè, anh còn phải biếu hai bên nội ngoại, mỗi bên 5 triệu nữa. Còn tiền thừa anh phải sai chứ. Thôi, em tự tính đi, anh không biết đâu. Sao năm nào anh cũng không hộ em hết vậy? Mua ít đồ thì mẹ la, tiền lương của em á thì không có được bao nhiêu mà cái gì cũng phải lo hết. Anh lại muốn mẹ chửi em vào mùng 1 như năm ngoái sao? Hai đứa làm gì la lối ông sập vậy? Chẳng để cho ai ngủ nghe vậy chân à? Em la lớn tiếng quá mẹ không ngủ được kìa. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con chào bà ngoại, con chào cô hai, mợ hai. Vô đây con, vô đây Bin, rồi vô đây bà lì xì cho con. Anh chị hai nó mới vui vẻ. Chị cảm ơn nha. Thôi giờ cả nhà mình á, lì xì cho Bin nha. Đây, bà sẽ lì xì cho con nè. Đó,